Hi yo, what's up anh em? Ok anh em, quá vui anh em ơi, thật sự là hôm nay rất khá là năng động anh em. Ok, và hôm nay phá 10k V của anh em vừa quá đã rồi, nên phải siêu anh em à. Ok, và anh em có nhu cầu là phá FV, mở gói, đập thẻ, phá TV, đổ đen và nạp FV thì cứ liên hệ mình nha anh em, thông tin liên hệ như cũ. Ok, và rồi hôm nay là khác một xíu rằng là mở đầu video là bên cộng 3. Thường thường bữa là cộng 1 rất là ba đú, nhưng hôm nay là cộng 3 anh em à. Và hồi sáng anh em cho một cái coder gọi là được phôi cho 20 cũng khá hấp. Ok, mình đang tính phôi để đặt 4 anh em coi nha. Quá là trời đợi, quá đáng để mong chờ anh em ơi. Và sau những khoảng thời gian đặt con theo ba đú này thì nó không ai nhả anh em à. Quái ồ luôn, đặt 2 ngày không ai không về. Cho nên quyết định là không mua nó nữa anh em. Mua theo này nha anh em, để dành mua theo này chơi. Theo mình cảm giác thì skillbot của theo này này, nên mình tư vấn cho anh em luôn nha. Skillbot của theo này thì có búp tốc độ của mê trang theo kia theo kia thôi. Nhưng mà theo này khác con cái là thủ ít nhưng mà chìm nhiều nha anh em. Chắc theo này thiên về hướng gọi là tấn công nhiều hơn là thủ. Ok, theo này gọi là chiền chọt cái rất ngon anh em, thủ chỉ có một chỉ số thôi. Ok, và theo này thì nếu anh em mình chơi đến chơi thủ thì theo này rất là chắc chắn nha, và cũng khá là UR 17 giây đập. Ok, và cũng bước tốc độ và thủ cũng khá nhiều, nói chung là chỉ số toàn thủ ấy. Đấy anh em ơi, ok cảm ơn anh em nha. Và trước khi vào phá 10 kép B của anh em vua thì chúng ta đi đập thẻ dùm anh em vua và xả xui xui. Ok anh em, có những lần mình hay miên man và tiếp tục đó là nick của người anh em đầu tiên là Sang. Ok, kèo thằng em đưa đen đó là Van Vơ D cộng 7. Ok, và anh đề mùa gọi là World Cup mùa khá là cũng được anh em cộng 7. Nếu mà lên thì siêu phẩm tiếp anh em ơi. Hôm qua thật sự là một clip khá là đáng để siêu phẩm luôn anh em à. Quá là nhiều siêu phẩm đập thẻ luôn, một quả clip là xịt đúng hai kèo, hai kèo cộng 5 cộng 6 cộng 7 đều lên nha anh em. Ok, phần em đưa ra vãi rồi, đừng nhét cho 24 mình vô luôn thì ở dồi cuộc đời anh em khá là buồn luôn. Ok, khứa 115 Nhật Bản vô và phôi xanh và bít lô. Và pha này thằng em nó nói là khỏi mồi. Và vô dứt nha anh em. Ok, doanh cũng như cũ, mình hơi vẫn đi của nhịp và đập lẹ anh em. Không dứt khoát luôn nha anh em, không dòng vô. 1 này, 2, 3, kèo đầu tiên, 4, 5, 6. Ok, dứt khoát anh em mà có liệu có thể tạo lên tuyệt tác pha này nữa hay không đây? Thì cuộc đời này thành siêu phẩm chăng? Ok anh em mà hôm nay cũng khá là có hy vọng là hôm nay sẽ là siêu phẩm anh em ơi, chứ không phải là xịt hoài gì được. Ok, sorry anh em Sang nha. Kèo đầu tiên cũng khá là đi, còn 7 anh em đã bằng. What's up, tiếp tục nha anh em. Và đây là của thằng em gọi là thành công nha anh em. Hôm qua thằng em gọi là đưa cho anh mình cái kèo là FIFA đình cùng 6 và cũng đã lên và thành công nha anh em. Ok, và hôm nay thằng em quyết định là đưa Cristiano Ronaldo mùa UCL mùa khá là đẳng cấp của anh 7 này cộng 7 nha anh em. Ok, hy vọng lần này sẽ là một siêu phẩm và một kiệt tác được dựng lên anh em đã bằng. Ok anh em ơi, mồi phá cuối nha anh em, mồi 7 nhịp nha anh em. Đập cộng 7, mồi 7 nhịp đó là hợp lý cái tình anh em à. Ok, vào lụm thôi. Hy vọng anh 7 lên tiếng giùm mình pha này để có siêu phẩm tiếp anh em ơi. Siêu phẩm cứ nối tiếp và nối tiếp cả ngày thôi, mình mong như thế sẽ diễn ra tiếp tục anh em à. Chứ không phải là một màu đen thui và xịt, tiếp tục là những pha xịt đấy. Mình không muốn, hy vọng ngày mùa hôm nay sẽ lên một cái kèo gì đó gọi là ăn ngủ cho anh em coi. Nếu mức ra cộng 7 là 91 tỷ, hoặc khá là hấp luôn anh em. Ok, pha này vẫn có nhịp và lụm thôi. 1. Không nên gọi là ấy anh em. 2. 3. Không nên động tác thừa. 4. Dứt khoát. 5. 6. Dứt. Đúng rồi, không động tác thừa và này cũng khá là 1 2 3. Ây da, càng bị thứ hai để không thành rồi. Nói chung là sorry anh em, thành công nha, đảm tiếp. Quá sức trên lại nhanh em và có những câu lời thề và tiếp tục là nick thằng em Minh Thế. Ok, và rồi kèo em đưa ra đó là Sergio Ramos mùa này cộng 8 nha anh em. Ok, anh em có mồi không? Nếu không mồi thì chúng ta vào lụm để coi có mồi đã mình. Ok, lụm anh em ơi, hy vọng hôm nay sẽ lên một siêu phẩm cộng 8 thứ hai của mình anh em ơi. Lúc trước cũng đập lên được một kèo khá là cũng lọ, mức giá có 10 tỷ thôi, nhưng mà đã bay anh em nó cũng bán được. Ok, và cộng 8 hy vọng lần này sẽ là tạo nên một siêu phẩm anh em ơi. Không nên để demo anh em vô, anh em đang gom cái gì anh em ơi. Cho nên chúng ta phải biết lựa những đường phong rồi hợp lý để cho anh em đỡ buồn. Ok, như thế này nha anh em, văn phá này mà có nhịp thôi. Ok, dứt neo ai dòng vô làm gì. 1 2 3 4 5 6 7 8. Trời ơi, hy vọng lần đầu tiên lên được một kèo cộng 8 gì đó. 1 2 3. Trời ơi,
ui khó quá ta, cầm táo nó mình rất là khó anh em. Ok, nói chung là bây giờ chuyển qua xin ngoài Nhật sẽ xui tiếp anh em đã. What's up nha anh em, tiếp tục nha anh em, vào phim qua Nhật xã xui trước khi gọi là phá 10k quê nha anh em. Và đây nick của anh em gọi là Lý Trần và Trần Lý nha anh em. Ok, sao ra cho anh em. Và kèm em đưa ra đó là 3k7 anh em ơi, không biết có mồi hay không. Để mình coi có mồi hay không, nói chung là khỏi mồi nha anh em, vào dứt luôn anh em ơi. Còn luôn em thằng em cái gì á. Ok, và mình đập để gọi là ai trước đây. Theo mình đập là cụ này trước nha anh em. Thằng em nó nói là 3k6, 3k7 nhưng mà clip nó ấy lâu quá anh em ơi, cho nên là mình sương sương nhẹ nhẹ đó nha anh em. Thôi ok, mình đập cũng chiều em luôn, mình đập tốc độ cho anh em coi. Mình sẽ không ai deep mấy pha này anh em, nó khá là lâu cho nên là tôi đi anh em. Mình sương sương thôi, không nên edit. Nó sẽ dài dòng video hơn. Và khiến là mất thời gian mình cho lắm cho nên là xin lỗi anh em. Ok, đọc khoáng 1 luôn nha anh em. Đọc mình chơi mà dễ lên. Ok này, chủ yếu là mồi cho gọi là ba kèo kia thôi anh em ơi, 3k7 thôi. Vãi rồi, nó lên tập thể vậy luôn anh em ơi. Vãi thật sự luôn nha. Ok, và cộng 6 của ta là David Beckham mà. Để mình iPhone anh em ơi. Ok như vậy nha anh em. Chúc full. Dứt, không thua anh em coi khó chịu anh em ơi. Và rồi. Gì ta? Đập tít chơi lên em à, đúng rồi luôn em ơi, thật sự là có những pha gọi là đập tít chơi lên. Còn đập thiệt nó không lên em à. Ảo thật đấy. Ok, mà pha này đi mồi cộng 7 và đập anh em ơi. Đập dễ mới đập anh em, làm khi đập thẻ vậy luôn anh em à. Còn quá đã con mắt nữa mà. Ok, và 116 thôi, 316 dư quá. Cho nên là như vậy đây anh em. Thấy nó dư quá rồi. Quá dư anh em. Ok, vậy đi anh em ơi, mồi mà. Cần gì gọi là nhiều vạch một phé lụm luôn nè, khỏi cần nhịp bụng gì đến hết nha anh em. Và rồi vãi ồ lỏ lên này, ghim đời vậy bịp ha. Ôi đúng đời luôn em ơi, đời thật sự luôn ha. Thôi thì tiếp anh em ơi, đang đua có thế mà đập luôn này lên luôn rồi, hiểu đời luôn anh em à. Lên nửa theo rồi, không phân không full, không full. Ok, không full nha anh em, như đây bà là đủ cho cuộc tình này và hấp rồi. Lên nữa thì nghỉ game luôn chứ. Và rồi. Lụm anh em ơi. Trước edit cho anh em coi hết chứ không edit anh em buồn à. Ok, mình sẽ gọi là lấy chút thời gian nha để gọi là edit xịn xòi anh em coi nha. Edit những pha edit gọi là quen thuộc của mình thì anh em cũng biết rồi. Ok, và 316. Như thế nha anh em, không full vạch nha anh em, full vạch phí phôi lắm. Và đây là Rooney, liệu có lên hay không đây? Ok, xịt nha anh em, nhưng mà hứa gọi là lỏ cái lại lên, đúng rồi luôn em ơi. Beckham mình sẽ đập kèo cuối. Kèo cuối sẽ cho Beckham mà cộng 8 mình cứ lỏ kia. Nó lại hợp lý nè mà. Nãy không phun vạch nó lại hên vãi ồ anh em ơi. Ôi, pha này cho gọi là đẹp xíu. Pha này cũng không mấy cho lắm nha. Ok, đây là 4 vạch nữa nha anh em, đập 4 vạch thôi. Dứt em ơi, làm cái thẻ tốc độ luôn anh em. Qua rồi, liệu có lên hay không đây? Vãi rồi. Vãi rồi, sao giật đập thẻ dễ nha anh em. Lên con 7, con 6 nó liền. Vãi rồi, hôm nay đập thẻ kìa. Vãi rồi, hôm nay nhật độ anh em ơi. Nhật quá độ hôm nay. Vãi, con 7 anh em ơi. Hôm nay làm kìa nha, con kèo con 8 chứ. Ok, giờ mình làm xương xương nhẹ cái kèo con 8 nha anh em. Xong chuyển qua kèo con 7 bất khâm. Nếu bắt cộng 8 xịt qua kèo con 7 bất khâm. Đập gọi là 4 vạch thôi. Ok, 4 vạch cộng 8 nha anh em. Lụm luôn anh em ơi, không nhịp dết nha anh em. Dứt. Lên thì cuộc đời này không còn gì để nói luôn nha anh em. Ok, đi xa nha anh em, ok đợi mình. What's up trở lại nha anh em. Ok, lần đầu tiên đập thẻ luôn anh em à. Quá phê luôn anh em ơi, đập thẻ quá đã luôn nha. Ok, và kèo bắt không cộng 7 của chúng ta. Nếu mà không xịt qua kèo cộng 8 mà gọi là Gildula vậy anh em ơi. Nói chung là mình không biết đập tên cho lắm nên tên có gì xuống anh mong anh em bỏ qua nha. Ok, cộng 6 của chúng ta là cộng 7 chúng ta là không full nha anh em. Thôi làm nhẹ cả pha full để hên được nhiều anh em ơi. Ok, nhét khứa này vô luôn. Thôi nó như thế nè, khổ khổ full anh em ơi. Này em nó cũng không có full cho lắm. Ok, và pha này lụm luôn một phán một nha anh em. Cộng 7 nó biết biết không. Cộng 6 chúng ta chơi phục được rồi. Và liệu cộng 7, nếu mà lên 7 thì chúng ta đập cộng 8 luôn nha anh em. Và liệu lên hay không đây? Xịt nha anh em. Nói chung là chủ yếu là để mồi thôi. Ok, mồi xương pha nữa coi. Chuẩn bị nha anh em. Dứt 1, 8 nhiều nha anh em. 2 3 4 5 6 7
dứt. Lên thì cuộc đời ối dồi ôi luôn. Và rồi bùm xịt đi mày, nói chung là khó. Vòng 8 đó mình là rất khó luôn, nhưng mà lên được mấy kèo là khá ngon, nhưng mà rồi vẫn xịt vậy thôi, vẫn là những cái đi mồi. What's up trở lại nha anh em, và nick tiếp theo đó là của người anh em gọi là Đào Xuân nha anh em. Ok, what's up anh em, okay. Nói chung là nick em nói chung là cũng gọi là 127 tỷ, khá là đẳng cấp anh em, đội hình em cũng được đấy. Ok, và kèo nha, thằng em đưa ra đó là Cristiano Ronaldo mùa tốt 22+7 nha anh em. Vãi đẹp, khá là đẳng cấp nè, mùa này khá gọi là cũng được anh em, khá thốn đi. Nếu mà lên 7 này đó là một siêu phẩm anh em, nếu mà lên. Ok, liệu anh em có đi mồi, có chuẩn bị phân mồi hay không? Vâng, vẫn có anh em, đã đi mồi cho anh em nó vui. Đại mình sure. Ok anh em, mồi phát này mà xịt thì chúng ta vô đập nha anh em. Ok, lượm nha anh em, nãy mình mồi quả Benzema lên nhưng mà vãi thật luôn em ơi, hy vọng có đừng có điềm. Lên đi mà, lên cho anh em nó vui, mình cũng vui theo ấy. Còn 7 này anh 7 á, mình đập cái đồ. Vãi ôi, mức giá nếu lên 7 là 281 tỷ, cộng 6 là đã là 108 tỷ, anh 7 này suốt khá khét anh em à. Quá xuống, anh 7 đẹp lắm luôn em ơi, mùa thẻ cũng được, hồi đó mơ ước anh em à, đó thật sự chơi game mơ ước có được anh 7 này anh em à. Đúng vậy luôn anh em à, nhưng bây giờ đã có được anh 7 khác, nhưng mà vẫn là một kỷ niệm anh em ơi. Tất cả mọi thứ lúc đó chỉ là kỷ niệm thôi. Bây giờ là quá khứ rồi, bây giờ sống trong hiện tại là chúng ta sẽ bế anh 7 này đi không đây? Vâng, phải nhìn ngắm cộng 6 cuối cùng của thằng em mới được. Quá đẹp luôn, mùa thẻ nó cũng được lắm anh em ơi. Mùa thẻ ở đó vậy là đẹp lắm luôn rồi. Ok, chuẩn bị nha anh em. Mùi vàng gold, tung huynh sự quý phái và giàu sang. Ok, bấm nhịp 1 2 3 4 5 6. Anh 7 Cristiano Ronaldo. Mình đi đi rồi, 1, 2, 3. Cái quái gì vậy? Cái quái, không tin luôn này. Anh 7 thật luôn á trời. Lên luôn. Thật sự là có những cái kèo mình không nghĩ nó lên, nhưng mà nó lại lên em à. Thú thật đập quái o của mình. Quận yêu em đó, cho con số 160 luôn anh em, quá đẹp cộng 7. Cái quá gì anh 7 ơi, anh 7 lên tiếng rồi. Muốn đông luôn. Đập dù mình em quên mà cảm xúc muốn chạy nước mắt luôn anh em ơi. Sướng thì sự luôn. Quá chạy sướng luôn nha anh em, quá đã luôn nha anh em. Trời cộng 7, anh 7 ơi tuyệt vời bà. Không nghĩ là lên luôn ấy, mình nghĩ trong đầu là xịt rồi chứ. Nhưng cộng 7 chắc khó, nhưng mà là chinh phục được mấy nay đập thẻ quái thật. Cộng 8 thì sao? Cộng 8 thì sao? Cộng 8 thì hấp nặng luôn em ơi. Quá thật sự luôn. Cộng 7 suốt bao khét luôn anh em. Ok anh em, Đạo Sưng quá lầm em ơi. Ok, đã mình nữa. What's up trở lại nha anh em, về sân nhà của chúng ta nha anh em. Và đây là nick của anh em gọi là Nguyễn Trường Di nha anh em. Ok, và kèo chính của chúng ta là phá 3KV. Thật sự là mình mới giải quyết một vấn đề là có người anh em chửi mình em ơi, và nói mình là không đăng clip và bịp anh em, và đập thẻ xịt và không đăng anh em, và bịp anh em thật sự luôn anh em à. Anh em trước khi anh em nói phán xét ngoài đó anh em, và thật sự là chết thật kỹ anh em. Những pha của anh em mà luôn là đăng YouTube mình sẽ đăng hết luôn nha anh em, mình sẽ cố đăng nha anh em. Anh em hãy coi kỹ cho mình, còn top top thì mình chỉ gọi là mình ấy thôi, mình đăng những pha highlight thôi anh em ơi, mình đăng chỉ rút gọn ngắn 1 phút thôi. Cho nên là có điện anh em trách cho mình cái nha anh em, chứ kia anh em chửi mình ăn cho mình quá anh em ơi. Ok, mình luôn đảm bảo uy tín với anh em mà, kèo lỗ cũng đăng mình em. Có những người anh em nói như thế mà thật sự mình không còn cách nào điện để diễn tả được, diễn đạt được anh em ơi. Có những fan gọi là đọc lộn tên anh em nữa anh em ơi, có gì xin lỗi anh em với nhiều đó, lỗi của mình cho mình xin lỗi nha. Thật sự là nhiều kèo cũng khi mình lộn tên anh em ơi. Ok, và ba kéo V này là mình cho đáng đây. Theo mình nghĩ là chơi gối cái ba anh em ơi, đó là mức ráng gọi là an toàn nhất của đời của mình thôi. Còn chơi mất kia là toàn tới bi rồi, mình đi xa lắm anh em ơi. Ok, K3 nha anh em. Ha làm nhẹ của con K2 đó. Con K2 thì 800V là bỏ đâu. Ha làm nhẹ của con K117 thôi. Bây giờ chúng ta có chơi con K3 đây. 400FV đề 3 trước nha anh em, và hai gối K3. Hy vọng có siêu phẩm cho anh em coi nha. Bây giờ hôm nay là một ngày tuyệt đẹp anh em à, chứ không phải là một ngày xui. Tập thể bên Nhật cũng khá là hên rồi đấy, nhưng mà hôm nay sẽ mở gối cho siêu phẩm cho anh em coi. Chưa giáo thấy đi xa anh em ơi, cộng 2. 400V của chúng ta là thấy là xe đảo đấy. Quá đẹp luôn nha anh em. Chơi em ơi, K3 anh em, cộng 7 anh em. Hy vọng người là rút ma sẽ đội chúng ta pha này. Lộn anh em ơi, có nhịp hay không đây? Ok, pha này 2 nhịp, pha cuối rồi là không nhịp nha anh em. Chúng ta còn 5 ca mấy về nữa, đừng lo vấn đề đó nha.
Ok, nhịp cuối nha anh em, nhịp cuối lượm, nhịp cuối lửa và siêu phẩm đường hầm. Lửa đi. Vãi rồi, không lửa rồi cộng 3 anh em, nhưng mà vẫn tỷ 2 thì cũng được. Nhưng mà không có lửa, đời quá nhở. Vãi rồi, anh em ngày chưa được đúng gối nè. Vậy mà tính sai sẽ lầm, anh em ngày chưa được gối này nó cũng phải tính lợi anh em ơi. Vãi rồi, xin lỗi anh em nha, mình chưa xem kỹ trước nên có gì sẽ rốt anh em bỏ qua. Ba cái quê chúng ta tiêu là thấy nó không có đáng nữa. Vãi rồi, không có lửa luôn anh em. Cái cuối này không có lửa, game đời anh em, game biệp mình luôn anh em, mình đúng chán luôn anh em à. Hóa này là nghỉ luôn ấy, chưa gì nữa, tầm này có lửa không? Có lửa. Cảm ơn. Bô. Tây Ban Nha. CM. Liverpool đi. Cho 18 à. Nguyên rồi, 7.79 triệu, nói chung là cũng được. Siêu nhẹ lấy hên em ơi. Ok, 3.B chúng ta làm cái gì? 3.B không chịu được gói 400 luôn. Ok, làm nhẹ gói này đi anh em ơi. Đừng gói 1. Chưa mở luôn anh em ơi. Có lửa không đây? Có lửa anh em à, cầu bầu đi. Bô. Phát mà thiếu mày giọng nổi cái này đi nữa anh em ơi, 113 hả? Tâm in đó trời, 115 anh em, 113 phải 115 là cũng được. Nhưng mà vẫn siêu anh em ơi. Ok, nó còn dư 140 FB là để dành cho anh em làm kỷ niệm nha. Ok, đợi mình. What's up trở lại anh em. Ok, kèo cuối cùng là 5K2FB của người nam gọi là ở đây Thành Đạt nha anh em. Ok, what's up nè, thằng em Thành Đạt soda cho anh em. Mình quyết định là mình sẽ chơi gói 120 trong shop nha anh em. Ok, và trước tiên vào mở FB thì chúng ta đi xương xương gọi là mở gói 119 cho anh em nha anh em. Ok, anh em cũng đã cài nè gói này. Anh em nào có thật sự là có sự kiên nhẫn tột đỉnh thì anh em có thể cài gói này mở. Mình có thể đưa mình mở nha anh em, có thể được lên TV luôn nha anh em. Ok, soda cho anh em rất nhiều, cảm ơn anh em. Hy vọng lần này ra được cho âm 2 hoặc 120 hoặc là danh 7. Mình cần như đó đó anh em ơi, hai nhịp nha. Hai nhịp là chân ái và mãi như thế thôi. Hy vọng gật hái được cái gì đó gọi là và rồi biến tất cả này thành highlight và rồi đi xa hay không. Có lửa là chắc nhưng mà cầu gì đi. Rồi pháp đi. Bồ rồi nha. Thôi là bi. Ê. Tôi biết 7 nè mà. À, gối này có anh 7 không? Nghe nói gói này đâu có anh 7 đúng không? Bồ rồi nha, mình nghĩ là cứa ra mốt nó cũng nhiều tiền. 19 min rồi. Mình cứa ra mốt này nó cũng nhiều tiền nè, 102 đấy. Nhưng em à, nó cũng gọi là 5 tỷ 3 nè em. Ok, đi xả xui trước nè em ơi. Để giờ đi xả xui đi, đổ đen 119 đi. Sẵn da rồi đổ đen luôn nè em ơi. Hy vọng đừng chui hồng, chui hồng lại là mất cái sự dây mồi của mình. Yeah. Bô. Mexico. Ít tê ai còn là vậy phải đúng rồi. 119 là nguyên rồi nhưng mà nhiêu tiền 1 tỷ nhưng mà vẫn thật sự luôn, mình không có muốn chui hầm nhưng mà lại chui. Còn có những lúc mình muốn chui nhưng không chui, đời đúng đen thui. Hài thật sự đi mà đợi mà. Ok anh em, mình mới húp gói này nha anh em. Nghe nói gói này cũng được đấy anh em à. Ok, húp gói này đi, hy vọng nó sẽ có gì đó. Ok, trước khi vào mở gói đó thì chúng ta gói 4k FB đúng không? Giờ chúng ta đi phán k2 FB. Ok, giờ chúng ta đi mở gói 117 nha anh em. Không đủ chơi gói 117 cộng 7 rồi, thiếu 100 FB anh em ơi, hơi đen cho anh em. Cho nên là chúng ta chơi gói mồi đi anh em ơi, 113 mồi xong cái chơi gói 1k ra 117. Ok, nó là hợp tình đó chứ, gói này chắc cuốn chơi hầm anh em, nhưng mà hầm lỗ không à. Mình biết, thị điển cái tê đi. Rồi mà thị điển ba đú rồi, hero 114 biết lắm anh em ơi, tưởng ra mùa rồi 120 mấy thì húp. Nhưng mà không có vô đó đâu, đời như mưa đâu anh em ơi. Cuộc đời nó như đổi trắng thay đen, không biết được ngày nào là ngày mai anh em à. Cho nên là mình phải tạo nên kiệt tác và biến tất cả này thành highlight. Bọn này những câu nói như cũ thôi. Và có thể là những đường hầm cũ nữa hay không, phải dọn đường hầm xịn anh em ơi. Và ra drop 3 thì có thể húp được, có lửa hay không, lửa đi. Có lửa luôn. Thầm mới còn nửa bô. Pháp, ít tê là đúp. Rồi đúp pháp là vậy, lần đầu tiên, hero ai mà đúng hả? Chứ cứa này cũ chứ nhiêu tiền 873 cũ đi nữa. Giá min không anh em ơi, 117, 119 cũng được. Nhưng mà giá ba đú phôi quá, giá đúng chất phôi luôn anh em ơi. Quan trọng anh em ơi, kìa quan trọng của chúng ta này là đúng là quan trọng đấy. Ok, lượm luôn 120. Hy vọng có gì đó sẽ phẩm ra hầm mới đi. Hầm mấy cần cơ bò cũng được. Anh bảy anh á. Nhịp nữa, hôm nay mở cái tốc độ lửa. Cố lửa là chắc hầm gì? 20. Có ngon. Hà An hả vậy? Giờ bữa Hà An. Trời mới đúng hả? 120.
mức đá là 4k để có đá hay không. Hôm bữa mở cái này ra Kim Minji là mình thấy là húp rồi, nhưng mà 10 tỷ mấy luôn, nhưng mà cái này 2 tỷ 6 là có ngon hay không nha. Bị ống vẫn lụm cứ thế thôi. Ok, 2 tỷ 6 là vẫn lụm anh em ơi, không biết anh em nó có nên để chơi hay là nó muốn bán đi không biết. Ok anh em ơi, clip này đến đây thôi nha anh em, quá buồn em không có sản phẩm gì đó gọi là, nhưng mà cũng được được thôi em. Ok, bye đi nha.